Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ bảy, ngày 2 tháng 10, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Nguồn vốn đầu tư xã hội khu vực ngoài nhà nước tăng cao nhất, tạo động lực cho phát triển kinh tế địa phương. Thanh trà, một đặc sản của thủy biêu thành phố Huế, vừa mất mùa vừa mất giá, người trồng khó khăn. Các chuyên gia cảnh báo người dân không nóng vội đi làm xét nghiệm định lượng kháng thể SARS-CoV-2 sau khi tiêm mũi 2 vaccine COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng lượng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn tăng, cơ cấu các nguồn vốn có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó khu vực ngoài nhà nước tăng cao nhất, tạo động lực cho phát triển kinh tế địa phương. Trong 8 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội vẫn tăng trưởng khá, ước đạt 16.808 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp vẫn tăng trưởng mạnh với 2.330 tỷ đồng, tăng 22,6%. Vốn đầu tư của dân 2.280 tỷ đồng, tăng 18,1%. Vốn doanh nghiệp trong những tháng qua tập trung đầu tư vào các dự án gấp rút hoàn thiện trong năm để đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp, góp phần tăng nguồn thu ngân sách. Nhằm tạo cú hích trong đầu tư, tạo động lực tăng trưởng kinh tế trong tình hình dịch bệnh, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, các địa phương liên quan tập trung hỗ trợ các dự án đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ khởi công, thi công các dự án lớn, trọng điểm đã được cấp chủ trương đầu tư, ra soát các dự án còn vướng mắc, giải phóng mặt bằng để có phương án xử lý, đồng thời triển khai có hiệu quả quyết định 35 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định trình tự thủ tục thực hiện giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 033 chỉ đạo các sở ban ngành liên quan và các địa phương thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 tại chỉ thị số 26, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành liên quan và các địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả nghị quyết số 105 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19, đảm bảo công tác phòng chống dịch tại cơ sở phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Thành lập tổ công tác để hướng dẫn tư vấn chuyên môn phòng chống dịch cho cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị vận tải lưu thông hàng hóa và kịp thời tham mưu giải quyết ngay khi có các khó khăn vướng mắc phát sinh. Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, không để đứt gãy chuỗi sản xuất nông nghiệp, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy tăng trưởng. Không để ách tắc trong sản xuất, lưu thông hàng hóa, tiêu thụ nông sản và di chuyển lao động liên tỉnh, liên huyện nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, nhất là thực hiện 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Ban hành chính sách hỗ trợ chủ xe, lái xe giảm chi phí vận chuyển, tiêu thụ nông sản và lưu thông vật tư nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, do tác động của mưa lũ năm trước, thời điểm thu hoạch là bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên nông dân trồng thanh trà, một đặc sản của thủy biêu thành phố Huế trong mùa vụ năm nay đối mặt với nhiều khó khăn. Sản phẩm tiêu thụ khó, giá bán thấp, thu nhập của người dân trồng thanh trà khó đạt được mục tiêu như mọi năm. Phản ánh của phóng viên thời sự. Là một trong những hộ dân trồng thanh trà lâu năm tại phường Thủy Biều, chưa bao giờ ông Trần Văn Tùng thấy loại quả đặc sản này lại mất mùa như năm nay. Hàng trăm gốc thanh trà với diện tích 4.000 m2 của gia đình ông trồng đã bị chết. Phải tận tay chặt hiện gốc để trồng lại từ đầu khiến ông không khỏi xót xa. So đến năm nay vì lụt bão, vì ngấm nước thì thanh trà ở vùng bãi này là hư hết, tỷ lệ bán ít tê thì 60-70 triệu bây giờ chứ. Thì năm nay giờ còn 100.000-150.000 không có nữa. Bây giờ gì bà con nông dân mình đấy chứ chịu mà chẳng lại chứ vất khó. Nếu như phải làm lại mà làm lại chứ lụt hư rồi nó cây giống đó, phấn đó khó. Giữa tháng 9, hàng trăm nhà vườn ở vùng thanh trà nằm dọc thượng nguồn sông Hương, Thủy Biều đang vào mùa thu hoạch. Thế nhưng, thay cho không khí nhộn nhịp, vui mừng của người dân như nhiều mùa thanh trà về trước, năm nay việc thu hoạch thưa thớt. Hầu hết các hộ có vườn thanh trà ở Thủy Biều cho biết, sản lượng năm nay thấp do ảnh hưởng trực tiếp của mùa mưa lũ năm trước. Bên cạnh đó, nhiều tỉnh thành đang phong tỏa để phòng chống dịch, phương tiện vận tải di chuyển khó khăn nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc đưa thanh trà đi các thị trường ngoài tỉnh. Chúng ta thì mất mùa, thì chúng nhà vườn thì nhờ bác cái thanh trà đâu để cho con ăn học. Từ năm rồi lục bão lận quá chứ mất mùa hẳn ra hoa đóng cỏ trái thì hẳn có được tiêu thụ ngay rồi đó, con cái học hành hẳn ổn định. Dịch thì ảnh hưởng người ta thì ảnh hưởng người ta bây giờ chỉ có cũng gãy bàn lắm, cũng có người đi mua, không có được người đi mua.
thành thử cho nên là cũng gây bạn có một đối trại nữa thôi, cũng gây thì bạn thành thử cho nên là cũng vợ con đi ra ngoài chờ bạn một đôi đồng nữa. Theo thống kê của Ủy ban dân phường Thủy Biều và tổng diện tích 147 hecta đất trồng thanh trà của 800 hộ dân, đến thời điểm hiện tại hơn 50% diện tích cây trồng đã bị hư hại. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân cùng nhau thông qua các trang thông tin, mạng xã hội để cùng quảng bá, hy vọng khách hàng trong và ngoài tỉnh tiếp cận và ủng hộ bà con giữa thời điểm như thế này. Năm nay sản lượng thanh trà bán thì đã ít rồi, nhưng mà giá cả thì chỉ có 30.000 đồng trên 1 kg, so với các năm trước thì từ 40 đến 45.000 một ký. Cho nên năm nay thì điều kiện đối với bà con nông dân ở Thủy Biều rất khó khăn, và cũng có kiến nghị đề xuất các ban ngành, các cơ quan chức năng có thể tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con, trong đó là cây giống, rồi phân bón và kỹ thuật trồng và chăm sóc thanh trà trong thời gian tới. Địa phương cũng tìm rất là nhiều các cơ sở, ví dụ như liên minh hợp tác xã để có cái giúp cho bà con cái tiêu thụ nông sản. Thứ hai nữa là cũng liên kết với làm việc với các siêu thị để có cái cung ứng, tạo điều kiện tiêu thụ cho bà con. Tuy nhiên cái việc đó thì nó rất là khó khăn. Có một chính quyền địa phương cũng đề nghị các cấp Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông làm sao đó xem xét để hỗ trợ cho bà con dân về cái khắc phục về giống cũng như vườn cây thanh trà để cho bà con chuẩn bị cho một vụ sản xuất năm 2022 được tốt hơn. Việc thanh trà mất mùa không chỉ gây ra thiệt hại đối với một hộ dân trồng thanh trà mà còn làm ảnh hưởng đến thương hiệu thanh trà Thủy Biều. Đã 2 năm liền, nhiều hộ dân trắng tay sau mỗi vụ mùa. Họ đang mong chờ ngành nông nghiệp địa phương hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, khắc phục sự cố cây trồng, định hướng kỹ thuật chăm sóc và tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ nông sản cho những mùa thanh trà tiếp theo. Chuyển sang những tin tức khác, Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi các bộ ngành, cơ quan trực thuộc, chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh. Theo đó, Bộ Y tế lưu ý không thực hiện xét nghiệm đối với người đã tiêm đủ liều vaccine, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Nếu có, chỉ khuyến khích, không bắt buộc. Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, cơ sở sản xuất kinh doanh nếu tự xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 thì phải được hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cấp tỉnh hoặc Trung tâm Y tế cấp huyện. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin quảng cáo xét nghiệm định lượng kháng thể SARS-CoV-2 sau khi tiêm mũi 2 vaccine COVID-19. Theo quảng cáo này, xét nghiệm định lượng kháng thể để đánh giá khả năng sinh kháng thể sau khi tiêm đủ liều vaccine là cần thiết. Những thông tin trên đã khiến một bộ phận người dân đổ xô đi tìm hiểu và đăng ký xét nghiệm. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo người dân không nóng vội và đi làm xét nghiệm này. Anh Phạm Như Cường vừa hoàn thành 2 mũi vaccine được 2 tuần. Thế nhưng, lo lắng trước thông tin nhiều người tiêm vaccine không sinh đủ kháng thể phòng bệnh COVID-19, nên anh đã tìm đến cơ sở này để thực hiện xét nghiệm định lượng kháng thể. Kết quả, anh không đủ kháng thể bảo vệ. Ở mức của tôi là dưới 0,4, thì vì dưới cái mức 0,4 và không đạt cái ngưỡng chuẩn 0,8 ấy, cho nên họ nói rằng tôi không đạt được cái miễn dịch cần thiết để có thể tự bảo vệ. Thế nên là tôi càng lo lắng hơn. Chị Nguyễn Kim Anh cũng cùng tâm trạng lo lắng nhân Cường nên đã tìm đến dịch vụ này tại một cơ sở y tế tư nhân. Kết quả của gia đình chị có 2 người không đủ kháng thể và 2 người có kháng thể cao. Cháu trai cũng tiêm cùng loại vaccine với chúng tôi thì kháng thể rất là cao. Tuy nhiên thì hai vợ chồng tôi đều có tuổi, đều là 50 tuổi rồi, cho nên là cái kháng thể nó hơi thấp. Nhiều thông tin quảng cáo xét nghiệm định lượng kháng thể SARS-CoV-2 sau khi tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng. Theo một số quảng cáo, xét nghiệm này để đánh giá khả năng sinh kháng thể sau khi tiêm đủ liều vaccine là việc cần thiết. Thậm chí nhiều nơi còn hạ giá xét nghiệm để thu hút người dân. Các chuyên gia cho biết, trên thế giới chưa có quốc gia nào khuyến cáo thực hiện xét nghiệm này, bởi việc xét nghiệm chắc chắn sẽ dẫn đến việc so sánh giữa vaccine này với vaccine kia. Cũng không một quốc gia nào đề xuất xét nghiệm kháng thể khi triển khai tiêm vaccine diện rộng, mà chỉ làm để phục vụ trong công tác nghiên cứu và điều trị để đưa ra chiến lược toàn diện hơn. Thậm chí, cũng chưa có một nồng độ chuẩn nào trong xét nghiệm kháng thể để được coi là ngưỡng bảo vệ. Cái việc mà đánh giá kháng thể đối với một biến chủng này thì hợp lý, nhưng đối với biến chủng khác thì chưa chắc. Và đấy chính là lý do khi mà
các nơi đưa ra các cái loại xét nghiệm khác nhau, đưa ra các kết quả khác nhau mà lại nhận định lại không có chính xác. Tất cả những cái nhận định nó sẽ rất là phiến diện và nó có thể dẫn đến một cái định hướng sai. Chúng ta cũng không nên tự mình đi đánh giá, tự mình đi xét nghiệm làm gì cả. Như vậy thì hàng triệu người đi đánh giá, vừa nhất là tốn tiền, thứ hai là không có được cái cơ sở y tế nào mà đánh giá cho cả cái hàng triệu những cái người này. Do vậy, nếu xét nghiệm đơn lương kháng thể để đánh giá khả năng một người đã được bảo vệ là chưa đủ căn cứ khoa học, người dân cũng hãy bình tĩnh khi tiếp nhận thông tin, không nên nóng vội đi xét nghiệm. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý khác. Trên cơ sở trao đổi với Văn phòng Chính phủ, các bộ ban ngành, đơn vị liên quan, Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về gói hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập, phục vụ học trực tuyến. Theo đó, đối tượng vay vốn là học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch Covid-19 và chưa có máy tính để học tập trực tuyến. Mức cho vay được đề xuất tối đa là 7 triệu đồng một học sinh, sinh viên. Với mức cho vay tối đa này, dự kiến tổng vốn bố trí để cho vay là khoảng 3.500 tỷ đồng. Thời hạn cho vay dưới 1 năm, lãi suất cho vay là 0% một năm, lãi suất nợ quả hàng là 6,6% một năm. Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 297 triển khai chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử trên địa bàn tỉnh năm 2021 nhằm đẩy mạnh chi trả chế độ chính sách trợ giúp xã hội bằng nhiều phương thức hiện đại, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán bằng phương thức điện tử cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Việc chi trả sẽ được triển khai từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, áp dụng đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng. Các đơn vị tham gia thực hiện chi trả, cung ứng dịch vụ gồm thị xã Hương Trà, các huyện Phú Vang, Nam Đông và một số phường xã của thành phố Huế được Vietinbank, Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử cho đối tượng qua tài khoản ngân hàng Vietinbank kết hợp chi trả qua bưu điện. Các huyện Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới và một số xã phường của thành phố Huế được Viettel Thừa Thiên Huế triển khai chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử cho đối tượng qua tài khoản Viettel Pay. Hoạt động này nhằm từng bước cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, chính xác, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính trong chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với người dân. Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19 là chủ đề tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được thị xã Hương Thủy phát động trong hôm qua. Diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 với chủ đề chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động dạy và học, nâng cao nhận thức về vai trò chuyển đổi số trong học tập, tăng cường trách nhiệm, sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ đáp ứng nhu cầu học tập trong bối cảnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Dịp này, Hội khuyến học tỉnh đã trao tặng 3 TV cho 3 học sinh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hương Thủy trao 30 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng. Hội khuyến học thị xã Hương Thủy trao 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Ngoài ra, các trường trên địa bàn thị xã Hương Thủy cũng đã huy động các nguồn để hỗ trợ xe đạp, kinh phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trao thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Với hơn 700 năm hình thành và phát triển, ẩm thực Huế là kết tinh quá trình sáng tạo của nhiều thế hệ. Với hơn 1.700 món ăn từ cung đình đến dân gian, nổi tiếng trong và ngoài nước, ẩm thực do vậy đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương. Bắt nhịp với xu thế phát triển của công nghệ, bán hàng online được các cơ sở kinh doanh ẩm thực trên địa bàn tỉnh ngày càng chú trọng. Sau đó là chiến lược mang lại lợi ích lâu dài. Đồng hành cùng với các cơ sở, tháng 6 vừa qua, iPost.vn chính thức có mặt tại Huế với khát vọng thay đổi và phát triển ngành kinh doanh ẩm thực tại đất cố đô. Cũng đã vài lần đến với cà phê nhà hàng Sân Vườn An Nhiên Garden. Nhưng khác với những lần trước đó, gọi món ăn, thức uống thông qua nhân viên phục vụ. Giờ đây chỉ với thao tác quét mã QR ngay tại bàn, chị Hà và bạn đã có thể gọi thức uống, món ăn mình lựa chọn. Ngoài ra, ứng dụng này còn giúp thực khách trong trường hợp có nhu cầu gọi thêm món, cần sự hỗ trợ, tư vấn của nhân viên nhà hàng hay thanh toán hóa đơn. Dễ dàng sử dụng, mang lại sự thuận tiện, nhanh chóng, nhất là hạn chế được những tiếp xúc gần trong bối cảnh phòng dịch. Ứng dụng menu điện tử đặt món tại bàn đang được An Nhiên Garden cùng nhiều cơ sở kinh doanh ẩm thực trên địa bàn tỉnh triển khai bởi lời cả đôi đường.
Mình không cần phải đi order tại quầy hoặc là mình không mất công để gọi nhân viên, mình cũng có thể xem được các món. Và thứ hai nữa là trong cái thời gian dịch bệnh này thì cái tiện ích này nó cũng khá là rất là bổ ích cho cái việc tránh tiếp xúc nhiều. Thưa quý vị và các bạn, chỉ với một vài thao tác đơn giản, nhanh gọn, tôi đã có thể gọi cho mình những món ăn mà mình yêu thích. Và không chỉ dừng lại ở đó, ứng dụng này còn giúp cho tôi có thể đánh giá được sự phục vụ của nhà hàng, cũng như yêu cầu sự giúp đỡ của nhân viên khi cần thiết. Và với những cái tiện ích mà những ứng dụng như thế này mang lại, thì người dùng hoàn toàn có thể hạn chế tối đa sự tiếp xúc với nhân viên, tạo sự an tâm cho người sử dụng, đặc biệt trong mùa dịch bệnh như thế này. Với những khách hàng không trực tiếp đến nhà hàng này, đặt hàng online là lựa chọn thích hợp. Không phải di chuyển nhưng vẫn có thể đặt món dễ dàng. Song hành cùng sự tiện ích của khách hàng, về phía cơ sở kinh doanh, việc tự phát triển một trang web bán hàng nhờ công cụ iSpot Web Order sẽ vừa không phải mất chiết khấu từ 20 đến 25% giá bán khi xuất hiện trên các ứng dụng đặt giao đồ ăn, đồng thời có thể tích hợp với những đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp để giao hàng. Chính nhờ dịch vụ bán hàng trực tuyến này mà nhà hàng vẫn duy trì tốt việc kinh doanh trong bối cảnh hầu hết các cơ sở kinh doanh ẩm thực khác trên địa bàn giảm doanh thu do phải giảm công suất phục vụ, thậm chí phải đóng cửa khi thực hiện giãn cách phòng chống dịch. Đầu tiên là cái phần mềm đặt món và khách hàng được phục vụ trong thời gian ngắn nhất. Thì cái đó là giúp cho nhà hàng cải thiện được chất lượng dịch vụ rất là nhiều. Thêm một cái dịch vụ nữa mà iPost đang cung cấp mà An Nhiên cảm thấy sử dụng hiệu quả, đó là phần đặt món trực tuyến. Thì là khách có thể gọi trực tiếp từ nhà hàng, thì là nhà hàng có cơ hội để làm nhiều cái chương trình riêng cho nhà hàng hơn, không bị phụ thuộc vào một bên thứ ba nào cả, và kiểm soát toàn bộ chất lượng từ món ăn đóng gói cho đến giao hàng tận nơi cho khách hàng. Menu điện tử đặt món tại bàn và iPost Web Order chính là những sản phẩm mới do công ty iPost VN phát triển. Hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, iPost VN hiện cung cấp giải pháp quản lý cho hơn 30.000 nhà hàng, quán cà phê, trà sữa trên toàn quốc. Tháng 6 vừa qua, iPost VN chính thức có mặt tại Huế, trở thành chi nhánh thứ 12 trong cả nước, với khát vọng thay đổi và phát triển ngành kinh doanh ẩm thực tại đất cố đô. Với một cái tầm nhìn lớn mà luôn tiên phong đi đầu trong cái công nghệ chuyển đổi số, trong ngành F&B thì iPost đã kịp thời phát triển công nghệ web order, một cái kênh đặt hàng online qua website hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó thì cái ứng dụng menu điện tử cũng là một cái giải pháp tuyệt vời khi mà thực khách có thể trải nghiệm đặt món tại bàn ngay trên cái điện thoại di động của mình. Ngoài ra thì cái phần mềm iPost tích hợp với cái CRM, một cái giải pháp chăm sóc khách hàng online tự động, giúp cho cái tăng doanh thu từ khách hàng trung thành khoảng 30 đến 50% cho chủ cửa hàng. Từ năm 2019, Huế đã xây dựng đề án kinh đô ẩm thực. Việc chuyển đổi số trong ngành ẩm thực vì vậy càng trở nên cần thiết và cấp thiết. Sự tiên phong của iPost VN sẽ đóng vai trò dẫn dắt xu hướng chuyển đổi số ngành ẩm thực Thừa Thiên Huế, góp phần nâng cao hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế của địa phương. Trong ngày 10 tháng 10 tới đây, ban tổ chức cuộc thi ảnh Huế Fall Tour 2021 sẽ đưa ra hai chủ đề. Mỗi chủ đề có 3 giờ để các thí sinh săn tìm, ghi lại những bức ảnh đẹp trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp để mọi người gửi gắm tình cảm, quảng bá những hình ảnh về con người, văn hóa Huế đến bạn bè, du khách cả nước. Tôn chỉ của cuộc thi đánh giá ưu tiên các bức hình lưu lại những khoảnh khắc đời sống bình dân, giản dị cùng bộ cụm ảnh màu sắc tốt, đồng thời cũng là một cách để góp phần kích cầu du lịch Huế sau thời gian ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cuộc thi dành cho những người yêu thích, có niềm đam mê với nhiếp ảnh, không phân biệt độ tuổi, giới tính, vùng miền. Thời gian đăng ký từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2021 qua email huefortour@gmail.com. Phần của chương trình là những tin tức về giao thông. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành công điện về việc tổ chức vận chuyển phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo tăng cường kiểm soát ra vào khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, đảm bảo trật tự và an toàn. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải nêu trên chủ động phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An có phương án chuẩn bị đầy đủ phương tiện, xe ô tô khách, xe ô tô tải, lái xe luôn luôn thường trực để kịp thời đáp ứng yêu cầu vận chuyển người dân, phương tiện cá nhân của người dân, xe máy, xe đạp khi có yêu cầu hỗ trợ vận chuyển. Việc vận chuyển người dân phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Đối tượng được phép vận chuyển theo hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh,
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và quyết định của Bộ Y tế, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An phù hợp với các sở ngành địa phương trên địa bàn nắm bắt tình hình thực tế của người dân có nhu cầu về quê để chủ động chỉ đạo hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển, đảm bảo không xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt khi qua các chốt kiểm soát dịch. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, kể từ khi một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội đến nay, vẫn còn 14.700 giấy phép lái xe quá thời hạn cấp đổi. Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận để người có giấy phép lái xe quá hạn có thông báo xác nhận hồ sơ đăng ký đổi giấy phép lái xe hợp lệ, được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội và sau 10 ngày kể từ khi kết thúc giãn cách xã hội. Trước kiến nghị trên, Bộ Giao thông Vận tải cho phép người cư trú, người thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, khu vực địa phương áp dụng chỉ thị số 16 có giấy phép lái xe của hàng sử dụng được làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo hướng ngay hết hạn của giấy phép lái xe để thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại theo quy định tại thông tư số 12 của Bộ Giao thông Vận tải được tính bằng ngày hết hạn thực tế ghi trên giấy phép lái xe cộng thêm thời gian địa phương áp dụng chỉ thị số 16. Chiều qua, Công an huyện Nam Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và trang cấp áo phao, phao cứu sinh cho người dân có phương tiện đường thủy nội địa hoạt động trên địa bàn. 50 hộ dân có phương tiện đường thủy hoạt động ở các xã Hương Phú, Hương Sơn, Thường Nhật và Tường Lộ được cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh phổ biến một số quy định liên quan đến trách nhiệm chủ tàu, đơn vị kinh doanh vận tải trong hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách đường thủy nội địa, tổng hợp các hành vi vi phạm trong hoạt động giao thông vận tải hành khách đường thủy nội địa và biện pháp ngăn chặn, phổ biến các hình thức xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Dịp này, Công an huyện Nam Đông đã trao tặng 50 áo phao và 50 ủ nổi cứu sinh cho người dân có phương tiện đường thủy hoạt động trên địa bàn. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.